chào tất cả mọi người nha. Bữa nay trời mưa đẹp cho nên em lại tiếp tục quay lên. Lâu giờ nghỉ do công việc nghỉ, bữa nay mới trở lại quay lên. Chào em Nam nha. Trời bên này mưa. Đi quậy nhưng mà trời lại mưa. Ở đô lượng em ạ. À, bên này quay đô lượng. Đô lượng hiện tại đang mưa. Mưa cái này dư rồi, dư rau rượu rồi. Chính đô lượng nha. Hiện tại đô lượng cái này dư mưa nhưng mà dư rượu rồi. Đô lượng cứ chiều chiều là mưa. Dạo này nghe mùng rồi đâu. Ừ, có lẽ không tròn này. Hải cũng có khai cái đó mà rành rồi đó.